Vào rồi anh em ạ. Này, cái lông ra đây này. Xin chào anh em. Hôm nay anh em chúng tôi lại đến rừng thăm bẫy anh em nhé. Xem có vào con gì không. Đang trên đường anh em chúng tôi đi thăm bẫy thì thấy có ong ở đây, nó tìm mồi nên là anh em chúng tôi là quyết định câu ong luôn. Chắc lúc nữa thì đi thăm bẫy xem lấy một tổ ong đã. Đi rừng lại gặp mưa rồi anh em ơi. Đi rừng kiếm tiền, đi rừng thăm bẫy tiện thể câu luôn cả ong. Đó. Gặp mưa này. Đây này, chú ong đang câu này. Gặp mưa rồi anh em ơi. Đấy, mưa rồi. Ong đi xa lắm anh em ạ. Con này đi 8 đến 9 phút. Khoảng 8 đến 9 phút nên là xa lắm anh em, chúng tôi bỏ thôi. Nên là hôm nay anh chúng tôi đi đón đường ở bên kia để câu nó dễ hơn, thấy tổ nhanh hơn. Giờ anh em chúng tôi lên đường thăm vài cái bẫy nhá. Cây thành đỏ bẫy ong này anh em ạ. Chắc đến lúc là cắt vài khúc để làm cái đỏ bẫy ong mới được nuôi ong. Anh em chờ xem nhá. Đến lúc chắc là dùng máy cắt để cắt cái cây này xuống. Cây này to đấy. Đây này, làm đỏ bẫy ong chắc là cái này phải được rồi. Từ gốc lên được 3 đến 4 cái. Mình làm ngắn thì nó được 5 cái. Nếu cái gốc này to quá mình làm 5 cái, mình làm cắt ngắn lại. Được khoảng 5 cái anh em ạ. Quá tuyệt vời rồi. Đi rừng kiếm nhiều thứ, không phải làm một nghề anh em ơi. Công việc chính hôm nay là mình bẫy. Vào rồi anh em ạ. Này, cái lông ra đây này. Vào rồi. Cứ bằng tao đấy mẹ. Xem đi, bằng tao tháo mục. Bằng tao tháo mục mấy rồi. Vào rồi anh em ạ. Mình thấy cái bẫy nó bị lệch. Cong queo hết rồi anh em ơi. Đây này. Cái lông ra đây này anh em. Úi dồi. Cái đứt dây anh em ạ. Hơi bị nhòe. Đứt dây anh em ạ. Cái đây. Cái lông cho đánh đầy hết. Vào cái bên trên thôi. Thiệt thế nhỉ. Cái này thì vẫn còn nguyên này. Bấy ở đây vẫn còn nguyên này. Ui xời, đứt một cái dây. Đứt một cái thằng lõng. Ô, thế nó động đến này nữa nhỉ. Động mỏ ấy. Xuống bên dưới xem nào. Cầm à. Tiếc thế nhỉ. Mấy cái bẫy này vẫn còn nguyên. Ui giời. Tiếc quá. Lên bên trên xem mấy cái trên nữa nè. Xem thế nào. Động ngó. Dọn mấy cái này lên trên nhỉ. Bẫy trên kia. Ồ, con này nó khỏe lắm, làm đứt cả cái dây luôn. Kinh thật.
Biết là chiều hôm qua về lên là xem mà chưa có khi vào đấy. Nếu hôm qua anh em chúng tôi lên đi xem này chắc nó cũng không ở rồi. Vào cái này nó có vào có một tí, ở chỗ này còn có ra một chút lông thôi, nên là xem lên xem có khi cũng tuột đi rồi. Cái này mình sửa lại cái thòng lọng này cho nó rộng một chút. Ok rồi đấy. Tiếc quá, lông ra đây khá nhiều. Động rồi, về không biết bây giờ nó quay lại đây. Cái này thì hai thằng lọng không vào này. Về ông anh thấy một đường kia rất đẹp luôn. Ông anh đặt ở kia một cái bẫy. Thua dưới lên rồi. Quá tiếc luôn. Trang rất khéo luôn. Đi nhỉ. Cái này bấy không? Đứt rồi, đứt. Hết đi rừng thăm bầy anh em ạ. Đi câu ong tiếp anh em ạ. Đây hiện tại trai phụ núi cùng ông anh đang câu con ong chân vàng này. Anh em chúng tôi rồi hết. À, đi thăm bẫy xong lại câu ong lại vào rừng để tìm nho rừng. Anh em chúng tôi lại đi tìm nho rừng anh em ạ. Ôi, xem cây này có sai quả không. Cây này khá to đấy. Mọi năm thì cây này vẫn có cho quả. Không biết năm nay thế nào. Cây không sai rồi anh em ạ. Không cho quả nào luôn. Hay là trong rừng, trong núi này mấy con sóc nó ăn hết rồi sao ấy? Thấy tổ rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Anh em chúng tôi đi lùng sục cái rừng này xuống chỗ đây lại đúng cái tổ nó ở đây luôn. Ngước mắt nhìn đời nó lại thấy cái tổ ở đây luôn chứ. Nó mới lạ chứ. À, đây 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 tổ ấy thôi. Thì tổ ong vỏ vẽ, không phải ong chân vàng anh em ạ. Thế lại còn có cơ hội anh em ạ. Đây là tổ ong chân vàng thôi nhá. À đó, nhầm nhầm nhầm. Tổ ong vỏ vẽ anh em ạ. Sorry anh em. Ong vỏ vẽ thôi nhá. Này. Ong vỏ vẽ thôi. Không ong chân vàng đâu nhá. Thế là anh em chúng tôi lại có cơ hội tiếp để đi soi ở những cây xung quanh này để lấy tổ ong chân vàng mới được. Ong chân vàng bay xuống đây khá nhiều. Còn là ong vỏ vẽ thôi. Tiếp tục tìm anh em nhé. Thấy tổ ong ở trên này lại thấy luôn cái tổ vàng ở đây anh em ạ. Đây là cục vàng ở đây. Cây ngũ sắc đây anh em ơi. Củ rất là to luôn. Quá tuyệt vời.
phát phát cái chỗ này để xem ong mà phát. Đây này, nhìn chỗ đấy quang quang để xem ong ở đây. Phát xuống gốc lại thấy cây này to quá, quá đẹp luôn. Thì là tiện lấy luôn. Một công đôi việc anh em ơi. Cây này thì tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời ấy. Đào ra anh em ạ. Rồi anh em ơi. Vô tình tìm ong, thấy cả ong. Thích cây cảnh, phát nhìn thấy luôn. Thấy được luôn anh em ơi, cây này rất khủng nhá. Anh em nào có nhã hứng thì liên hệ trại phủ núi bán luôn. Một củ nhá. Đấy vậy anh em tự ghép nhá. Đây phôi ngũ sắc. Anh em tự ghép cho nó ghép. Ok anh em. Cây củ rất to luôn. Nếu củ nhỏ mình đã bỏ đây rồi.